Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của bọn mình. Thì hôm nay bọn mình sẽ đưa tất cả các anh em đến với một món ăn tuổi thơ rất là hữu hiệu. Thì một số anh em nhìn vào mình cầm hai cái chiếc ống này thì anh em cũng biết là mình đang chuẩn bị làm một cái món gì rồi đấy. Thì hôm nay bọn mình sẽ làm một cái món cơm lam. Nói chung là ở đây thì dụng cụ cũng rất là đơn giản thôi. Thì ở đây có gạo. Ở đây thì mình sử dụng gạo tẻ, nếu mà anh em nào có gạo nếp thì dùng cũng được. Thì và tiếp theo là cái ống. Thì ống này mình sẽ dùng ống lứa. Còn anh em nào mà dùng ống tang hay gì đấy thì mình cũng không rõ lắm. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành. Thì để tiến hành được thì đầu tiên thì mình sẽ cần phải vo gạo này. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vo gạo. Đây mình có chuẩn bị một cái bình nước lọc này. Thì cái bình này nó sắp hết nước rồi, cho nên là cái độ chảy của nó hơi yếu. Sau khi vo gạo xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho gạo này vào những cái ống này. Sau khi cho hết gạo vào trong những cái ống này rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho nước vào. Được, ok, sau khi mình cho nước thành công rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhét lá vào. Ok, sau khi tiến hành nhét lá xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cho vào cái lò bếp này. Thì cái món cơm lam này ngày trước mình còn bé bé thì mình có thể làm luôn đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì cũng lâu rồi, tầm khoảng mười mấy năm nay rồi mình không làm lại. Cho nên là mình cũng không biết là mùi vị nó như thế nào. Bây giờ mình muốn làm lại để tìm lại cái mùi vị tuổi thơ.
một khoảng thời gian chờ đợi thì những cái ống cơm lam của mình nó đã đen xì lại rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ bóc thử cái ống này ra xem là nó chín chưa nhá. Ồ, thế có vẻ là không ổn mấy anh em ạ, không cả thi mấy. Cháy hết rồi. Bây giờ mình sẽ thử. Mời tất cả anh em nhé. Mình phải công nhận là cái sự thật là cái món ăn là cái hồi bé mình thường ăn cái này á, cảm giác nó không ngon anh em ạ. Bây giờ mình sẽ ăn thử sâu ở phía bên dưới. Chỗ này còn sống. Bây giờ mình sẽ ăn xuống cái chỗ chín ở bên dưới này. Cảm giác ăn nó có mùi vị hay hay anh em ạ. Nó kiểu nó thơm thơm, nó giống như kiểu ăn mình ăn cơm cháy á. Nói chung là thôi mấy đầu ăn thì cảm nhận nó không ngon, nhưng mà ăn được mình nhai trong miệng ấy, được một lúc ấy mình có cảm giác nó có một vị ngọt ngọt này, cứng cứng, thơm thơm. Nói chung là ăn được nha anh em. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip tiếp theo.